À, hôm nay mình vào 77. Ok, tỷ chi cửa. Nǐ jiā lǐ gōng sī yuǎn ma? Nǐ jiā lǐ gōng sī yuǎn ma? Nhà bạn cách công ty có xa không? Ok, 我们看一下生词。啊，我们记得这些词吗？嗯。Why? Why？停车。自行车，自行车。车là thành một 车nhá, mình đọc行là车，车，自行车，车行车，车，这个羊肉啊，羊肉，羊羊肉，肉，羊羊肉，狗羊肉，肉，好吃，好吃，好这，吃，不是好吃，吃了的第四声。là thành好bộ nữa吃，mình đọc là好吃好好吃，吃，面条，面子，面对，条。面条，面面条。条，打篮篮球，球，因因为，为，所以，所以，游游泳，泳，游泳。经常，经常，共进，恭敬，姐姐，姐姐。姐姐。对，我们看一下这些词。救命！喂，好吗？好，喂，来，应聘，心经。对，我们看一下，chúng mình sẽ dùng từ "渐渐"hoặc "因为"所以"因为"để trả lời câu hỏi nhé。国中同学，你经常去买衣服吗？有时我去买衣服啊，你在哪儿买？我在商店买啊。那个商店的衣服怎么样？那个商店的衣服件件都好看吗？好，谢谢你。官网同学，你经常去锻炼身体吗？bạn có hay đi tập thể dục không？我经常啊。去练体育了，我叫个德那体育了，反正俩运波动啊，你啊，经运常动做运啊，动吗？去运动啊，我经常啊，我跑步，你跑步。昨我跑天步，你去跑步了吗？对，昨天我去跑步啊。为什么你去跑步呢？因为的跑步你哪去了？锻炼身体呀，很因好，为还跑是步对身体很好，对好，身体对很身好。体很好。所所以我去我去跑步，对吧？跑步啊，对，对，冷，好，谢谢。那海英呢？你做什么运动？做你做什什么么运运动？你经常做什么运动？我经常啊去跑步，为什么你去跑步呢？我最喜欢去跑步，因为你最喜欢跑步，对吧？因为我最喜欢跑步，所以你去跑步。所以每天我去跑步。好，非常好。OK，德言同学，这几天你看见你的同事吗？
câu同này事được吗？同事哦，là đồng nghiệp ý, có cái câu này nó tình huống nó cũng hơi hơi khó. Cái câu này trên liền thiên sở ba mấy khăn trên xảo trang là sao hai ngày hôm nay không nhìn thấy tiểu trương, đây là câu hỏi là mấy hôm nay có nhìn thấy đồng nghiệp của em không, wow. bịa ra thôi. Tình huống này tình huống giả định nhá. Cô hỏi là chưa lẻn thiên đúng không? Hay cô? Câu hỏi vừa nãy cô quên mất hỏi gì rồi. Ok, mình trả lời câu này cũng được. Trước liền thiên, chẳng mang mấy khăn chen xảo trang. Chưa lẻn thiên của mấy khan sáu trang.为什么？你知道吗？对，我，早上去北京旅游啊，啊，好，因为小张去了北京旅游，对吧？对，杜光同学你好。你好，老师。这几周怎么没看见你呀？对，我这和出差吗？国国出，不出差，因为我去出差。我和我国荣呢，和光文呢，很累啊。他去玩了，是吗？对呀，他去工作，我去旅游啊。好好，谢谢，谢谢同学们。OK，我们看一下今天的课。我们呢把书打开好吗？mình xem ở trang 7 nha, lesson 7 nhá. Lesson 7, trong Alaska 2 đúng không ạ? Ok, Ừ.我们看一下phần热身nhá. Mình phần热身là warm up. 我们看见他正在做什么呢？考他，试，对，他正在有考考试。试，现在有考试，考试，考试，这是哪里？圣诞。商商店，店，商店，对吧？商店，商店，这是哪里？这个机机场，场的，对，这是机场，机场，机场，机场，这是什么？是路路，上，是路，这是一条路，对吧？路。一条路，là một con đường，这是一条路，一条条那路啊，个路，là một cái tính cái gọi gì lượng từ của con đường。一条路，条này mình có bắt gặp ở đâu nữa không? Một条路này còn một条 gì? Mình có một条鱼đúng không? Một con cá. Cái gì mà dài và trông mềm mại thì mình có thể gọi là một条hoặc là một条裤子. Một cái quần đúng không ạ? Khu chữ. Khu chữ y theo khu. Ok, ,我们看一下,这是哪里? 教室，对，这这教是室，教室。教室，教室，然后是时间。时间，对，时间。时间，时间过得真快呀。好，我们把生词写下来吧。求明给念读没在问呀？教室，教室。教室。教室，
教室là phòng học ạ.机场。sân bay Chi trả khi hành trạng cơ trả nó cơ là một cái nơi địa chỉ, cho nên là mình thấy có bộ thủ đúng không ạ? Chữ đây là mình sẽ thấy nhiều chữ đọc là giảng hay trảng ấy, ví dụ như là cây, như là cây giáng đúng không, cây liễu ấy thì người ta cũng đọc là chi trả cơ cơ trưởng cơ trưởng cơ trưởng, cơ trưởng cơ trưởng, cơ trưởng đúng không ạ? cơ trưởng à? Lụ. Lụ mình có bộ gì đây ạ? À? Túc. Chữ này là chữ gì? Chữ này là chữ cửa. Ví dụ như là mấy cửa rấn. Mấy cửa rấn. Mình có thể dùng từ này. Lý. Lý là có bộ đầu. Sau đấy có chữ gì đây? Giống ở trong chữ nào đúng không? Mình có nhớ chữ tiên nào không? À, nào có bộ nguyệt ở đằng trước đúng không? Đây có thể coi là một nửa của chữ nào. Xong đến chữ này đúng không? À, chữ này thì là như này. Chữ này. Ê, à, Lý đây, chữ này như này, chữ này như này, nhưng mà chữ này nó là có cái nên bộ tư đúng không? Bộ tư. Bộ khuynh với bộ tư. Cung sư. Công sư là công ty. Nguyện. Nguyện có. Đây là chữ gì? Chữ nguyện. Và bộ quay xước nữa là nguyện. 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 Nguyện là xa đấy. Còn là gì? Gần là gì ạ? Chim. Vậy. Chim. Chín. Chi là thanh mấy ạ? Chim. Chim mà Chi là không thanh mấy ạ? chim chắc một thành một Chín thanh bốn nhá. bốn thành bốn ạ. Nhuận và chín. Ok. Vâng, chạy khuấy quỷ ý xạ. Chúng mình xem lại. Có một số từ là cung cung chỉ chưa. Từ này quen rồi nhỉ? Chị Cung cung chỉ chưa. chưa Ok, mình sẽ kể một chút. Giáo sư. chưa Chi chi chẳng. chưa Chi chưa chẳng. chưa Lụ. lụ Lụ. Lý. lý Lý. lý lý Ê, tôi bố chị. Công sư. công Công sư sư. Nguyện. Rạng Nguyện. rạng Nguyện. rạng Nguyện. Nguyện. cùng Cùng rạng chi cùng chưa. chi chưa Vậy chưa cùng cùng. cùng Cùng chi chưa cùng chỉ chưa. cùng 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 chi chỉ chưa chưa. chưa cùng cùng chi Mình dừng ở chưa chữ cùng này một chút xong mình mới đọc được chữ chỉ. Cùng 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 chỉ chưa chưa. cùng Cùng chi chưa cùng chi chỉ chưa chưa. Chỉ là thanh bốn, mình đọc thấp chỉ hơn nữa. chỉ cùng Chỉ cùng chưa. cùng chưa Cùng chỉ chưa vậy. chỉ chưa Ok. cùng Xiao cùng chỉ shi. chưa xiao xứ Xiao shi. Mạn. mang Mạn là gì? mang Mạn chậm chậm. đèn mang đèn chậm Là chậm. Chữ này có bộ tâm này. Xong rồi đến bộ nhật. Xong giống như là bộ tứ. Rồi đến bộ hữu. Là mạn. Mạn là chậm. Khoai. khoai Khoai là nhanh. Mình có nhớ chữ khoai lừa không ạ? À? khoai Đó chính là lừa chữ này đấy ạ.
Của. Của quen nhỉ? Của mình học rồi Wow, đúng không? wow, wow, Của wow,怎么样？你这几天过得怎么样？mấy ngày nay cậu thế nào？这个呢？走，这个。到，走，cái này danh có biết không?走là đi này. Đi kiểu như đi sự bộ ấy. thảo Tao, tao đi là đến. à. Cái từ khoai thì trong từ khoai Dạ vâng ạ. lừa mà. Ừ, cái gì mà vui vẻ thì sẽ nhanh. À, đúng rồi, được đấy. Rồi. Cái này lặp lại. Rồi, chúng mình xem lý. Lý Lý xuế lý xiao. xuế xiao dài Lý gọi. tự lý Lý công cơ sư. lý 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 xuế xiao dài gọi lý xa trưởng cửa. lý sang lý xe Lý cửa xe cửa lý lý khảo sang sự. lý Lý khảo khảo sự sự. lý Khảo lý sự. khảo sự Của cha lý xuế xiao bú thai yuan. Ở trên là lý Ta xuế xe thai yuan lý xuế xiao một lý thai xa yuan cửa hãy yêu 10 phân钟. lý xe Hãy cơ yêu hãy lý xuế hiểu cơ xe hãy cơ yêu 10 phân钟. hiểu sự tâm sự chung Bọn mình lý sang cơ được sự chen chỉ phân trung là bọn mình lý sang cơ men chỉ phân trung là lý mình sang cơ mình cách cái thứ thời ba gian mà Ủa, Minh Lý khai chưa chưa mở sang khoai chữ phân trùng vậy để 30 phân sau trung thôi bà chưa mở khoai à? Sao nhanh thế nhỉ? Đã 30 phút rồi. khoai lưa chứ khoai là Tôi à? Họ yuan. Ông mà khai lý xạ yuan. Hẳn yuan. yuan yuan Bú thai yuan. Okay. Yuan, bù yuan. Yeah, cô yeah. Tai yuan là tai yuan là của tờ cha hẳn yuan. What did you Ấn mở lý. yuan yuan Xuế xiao lý của cha bù tai yuan. sao lý của Xuế cha thu thai xiao lý của cha lý của ngoài cha bù tai. Bù tai yuan. Bù Xuế tai sao lý thay của cha cha. bố thai yuan Của chú thú xế, ni hao. Công sư lý nhị gia yuan ma? Công sư lý của cha bố thai yuan à Nǐ zěn ma xù gōng sī shǎng bān? Wo chua chi chưa sang 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 ban Nǐ kài chē shǎng bān ma hǎi shì zuò chē shǎng bān? chua chưa sang ban Nǐ zuò chē shǎng bān. 好，谢谢。OK，同学们，我们用离远近，对话一下好吗？chúng mình sẽ xin dùng xin mấy từ như là lý远nói về khoảng cách ấy, có hai loại đúng yeah không? Nói về khoảng cách về thời gian đúng không? Hoặc là về không gian. Ví dụ như là thời gian là lý xa khưa hay ở 10 phân钟 là gì? Cách cái thời gian mà tan học là còn 10 phút nữa đúng không? Nhưng mà có về cách khoảng cách về về không gian là gì? Ví dụ của cha lý xuế xiao bú thai yuan. Nhà tôi cách trường không xa lắm. À, bây giờ sở xin chỉnh quan quan thủ xuế khứ khải yên á. Thủ xuế mình tôi hỏi ý xa hảo mà. Hãy tôi sẽ hãy như hỏi anh hay anh hỏi hãy Chẳng biết mỗi câu nhà bạn cách công ty bao xa. thế bây giờ hỏi nhà nhà bạn cách trường đi em lì cha yuan lý gia viện Lý lý à, lý lý à, cha lý 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 xuế lý xiao à, lý
Lý là thời Đúng gian chứ cô nhỉ? rồi. Lý là cách, lý là cách. À, cách bao xa đúng không? Ai ai lý pi dạ. À, cách xa bao nhiêu đúng không? Lý cha lý cung sư chẩn mà duyên. Chuyện bu duyên. Duyên bu duyên. Của cha lý cung sư phú 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 tai Ừ. Cái câu này em hỏi là chẩn mã doãn được không cô? Cách chuẩn xa mai bao nhiêu duyệt cây ấy? à, Chẩn mã doãn. tu sáu sáu chuẩn sáu nghe nó lạ lắm À chẳng không không ấy. dùng chẩn mã doãn. À, lý cha lý cha lý cung sư Sư à, doãn và quy cu doãn à, cách xa không đúng không mà à. thì cha lấy con sư Mà cũng vậy. cha của cha lý学校很远，好了，急。我家离公社啊，很远，五没远很吗？远，不太远，不太远。你。OK，这样啊，mình chưa học những cái mẫu câu phức tạp hơn thì mình dùng như vậy cũng được rồi. Mình có thể giải thích thêm là đi bằng cái gì thì mất bao nhiêu thời gian được không? Ví dụ như là sầu lưu, 30 phân钟, hiểu mà? Hoặc là gì chỉ một thưa trưa 30 phân钟, mình bổ sung thêm để nói thêm là cái việc đấy nó dài, nó xa như nào. 10 phút đấy hả cô? Hoặc là sầu lưu 10 phân钟. Chưa. Nhà em đi xe máy đúng không Hải Anh? Ừ. Em đi xe buýt ạ. Em đi xe buýt à? Thế em đi xe buýt mất bao nhiêu thời gian? Giao tua trắng thời gian. Tua sáng chiều. Là cần bao nhiêu thời gian ấy? Ví dụ như là chúng lý cha tạo công sư chùa công cộng chỉ chưa giao chỉ cơ sở sứ hay là giao tua sở phân chung Là chua cung cung chỉ chưa chưa chúng lý cha chỗ này có vẻ phải ghi vào đây chúng lý cha tạo công sư. Mình ghi vào bộ câu này nhá. Chùa ngồi đúng không? Chùa cung cùng chỉ chưa yào em đi tính hàng giờ hay là tính phút à hay anh À, tính phút ạ là yào tua tua sứ phân trục tua sảo phân trung à câu chủ lý cha tạo công sư chùa công cộng chỉ chưa giao tua sảo phân trung à, thì mình trả lời là gì? Chúng của chúng của cha chúng của cha cha chúng của chúng của cha cha tao tạo chúng của cha tao cung cái này là bộ cái tăng mát nét công mát gọi sự tạo công sư có thể nhắc lại y như thế đúng không? Mình chỉ bỏ cái tua sảo đi để cho vào phút vào là xong mà chùa cung tao cùng chỉ chưa nhau bạn cơ sở sử thôi bạn mất 30 phút đúng không?
Vâng. Ví dụ như là mình đi bộ thì mình sẽ nói là gì? Zǒu lù. Mình sẽ thay cái này vào bằng cái phương tiện. Ví dụ như là chùa trưa nhá. Chùa trưa. À, ví dụ chùa trưa thì mình thay vào chùa trưa này. Hoặc là zǒu lù là đi bộ. Đó, zǒu lù. Tự nhiên cô bị ngáo á. Dầu lụ. Chữ dầu này nó cứ bị sao ấy. Hả? Ví dụ như là mình từ Hồ từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh ngồi máy bay cần bao nhiêu phút thì hỏi như nào? Từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh là khứa này, xuống phải khứa lấy cái này. đó Ừ. tao tao Khứa phi vụ đây. không chỉ mình Khu không trừ chỉ Minh. mình Khu không chỉ trừ. mình Khu không chỉ trừ mình Minh sư. không chỉ mình Minh sư sư. Sĩ chưa công. phải chỉ Sư. chi chưa phải chi eo tôi sợ tôi chẳng suy xem Nhà tua tráng sứ chen, đúng rồi. Mình sẽ dùng từ tua tráng sứ chen cũng được này, là trong bao lâu đấy. Câu hỏi này thì nó dễ hơn thì không nhất thiết là phút hay giờ, mà trong bao lâu là được nhá. Mình có hai cách như này. Là chỉ cơ xảo sứ, nhà tua sảo phân trung, mình có cả chỉ cơ xảo sứ nữa. Dạo này không thấy anh Quang đọc bài tập trên lên chữ lại xấu rồi. Anh Quang dạo này đi công tác không làm bài tập dịch nữa à? Danh cũng không làm bài tập nữa. đâu Đâu, đâu đâu hôm trước chị trả giao mấy cái bài dịch đấy chả thấy ai làm cả. đâu không thấy trên nhóm làm gì có nữa đâu nhỉ. Đây có. À ừ đúng rồi. À, đây 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 có mà. Có bài dịch lesson 6 đây này, chả có ai làm cả. Cái này công tác về nó lạ hết người bọn thì thành ra là bỏ Đó. đi Của giáo phạt đi, của giáo phạt đi. Nó bình người của giáo phạt bắt quay mặt vào tường hết đi. Bây giờ mặt quay vào là tường xong rồi cũng chẳng nhìn thấy ai cả. Mọi người bảo là em đang quay mặt vào tường đây cũng chẳng biết. À, ok, na chỉnh từ hiện thống xuế căn tủ quan thống xuế chẳng ý chạ à, dùng chơi xia xứ tôi họa hả mà dùng những cái từ này để hỏi đáp. Anh Quang hỏi đi anh Quang thì em dặn được Rồi. ý. Em trả lời em dặn được Trả lời dặn được. hỏi hỏi đi em thì bị cha À ý sầu. Ê, đúng rồi, chữ sầu này bây giờ phát hiện ra chỗ sai rồi. bụi Đây, chữ sầu đây. Rồi, ok. cái lì cha lì thì tờ bị bao nhiêu đoạn thu đoạn à Nghe gì ra nhà bạn cách nhà bạn gái có xa không? Quang hỏi sao nghe anh Quang cũng chả nghe gì. Bé quá, bé quá. Cô nghe được không? Vâng, đi đó. Bây giờ mới nghe được. À bây giờ là chỉ cho lý thơ bị bao nhiêu đoạn của đoạn ạ. Nghe được chưa? Lý che lý lý thơ cần gửi bao nhiêu tờ che gạn vui gạn à. Hứng Nghiệp dậu hứng nhiều nghiệp hứng nhiều cha nghiệp hứng nhiều nghiệp hứng nhiều nghiệp hứng dậu nghiệp hứng dậu đúng không cô à của hứng dậu của hứng dậu cha 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 Doãn à. Nghĩ thật mà suy nghĩ朋友家 hỏi thêm đi anh.
Thế bạn đi đến nhà bạn gái bạn bằng gì? Chu 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 cha à chu chu chưa Chú chưa? Chú chu chu chưa chưa? Chú chưa? Chú chú chưa? Chưa? chu chu Chú chưa yêu nhỉ chú chu chú chưa chưa? chưa chu chu chưa Chu chu cho thuê, chu su là cho thuê thuê, sau đó có cái xe này là xe cho thuê, chu chu chưa, nhưng nó lại là xe taxi đúng không? Vâng. Chu chu chưa, Chúng chúng Chưa. chúng 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 để cho tao để cho con yêu yêu nhau chỉ xưa xả xưa. Chỉ cơ sở sử. Đến đến nhà bạn gái thì mất bao nhiêu lâu? Sao nghe được chữ được chứ không nhỉ cô nhỉ? Anh nghe rõ Ừ. mà. Chỉ cơ sở sử à? Chỉnh cơ Còn đi. sản xứ. Mấy tiếng. Cảm xử. Bịa ra tầm 10 phút gì thế. À. Đến đến nhà bạn gái trước đấy. Đi thì mất bao nhiêu phút đấy. Em ơ sử phân chung lu Sổ lưu dạo, lu sổ lưu dạo 20 phút. cậu lưu hai chưa 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 năm 10 phút hay là 10 phút sổ lưu à, hay y sư y chỗ chu chu y chưa, đi bộ hay là đi taxi? lúc em vừa bảo đi taxi đúng không nhỉ? Thì ra thì vâng tính tính thời gian theo đi taxi đi. thế thì nó sẽ làm Chưa y chưa chưa y chưa y sử phân chung chu 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 chưa 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 chu chu chưa giao 10 phút. ngồi ngồi chu chưa taxi giao hết giao sử phân chung giao 10 phút. Dạo sao dạo Tạm xin sẽ từ gì nha. chia sẻ Ok, ông anh chi suy xảo sứ. 2 cơ sở sứ. Ông anh ý chỉ tù ba, 2 cơ sở sứ. Làm cơ sở sứ Ba cơ sở sứ. Ba cơ sở ăn cơ sở sứ sứ. ăn cơ sở sứ 1个多小时，我每天学习2个小时，我每我天们学两个习学两习个小时，两两个小个时，小时。北京到上北海，京，北北京京到到上上海，海，坐火车，坐火车。坐火车。要几个小时？坐火车要几个要小几时路？个小时？还有呢？từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ngồi tàu hỏa thì mất mấy tiếng? Ủa, Ủa, chưa.两个Ủa.小时呢？2 tiếng gần Vâng ạ, 2 cơ sở sứ là 2 tiếng. 1 cơ sở sứ là 1 tiếng. Ủa, mỗi ngày học tiếng 2 cơ sở sứ là gì? Tôi hàng ngày Đến tôi trường hàng đều mất ngày gì, đến mất cả trường giờ 2 tiếng ai mất mỗi hai ngày. tiếng Đúng rồi. Ok, bài này thì cũng tương tự với cả bài trước đúng chỉ không, cũng hỏi về thời gian.
Ok, mình xem của. Của sinh nhật. Chữ Cô của này sinh nhật. mình học ở HSK1 rồi. Của sinh nhật. Của xin Sinh nhật. Của nhật. xin Sinh nhật nhật. là gì? Là gì? Qua xin nhật. Vào Xin năm mới à? nhật năm Ăn mới. Tết. Đúng rồi, ăn Ăn Tết gọi là ăn Tết đấy. Tết. Đây là tổ chức sinh nhật là của sinh nhật là tổ chức sinh nhật. Của xin nhật là ăn Tết. Giờ mà của là Ủa như nào đây, phải có bối cảnh, ví dụ như nǐ shénme shí hòu guò shēng rì, nǐ zěnme guò shēng rì chẳng hạn, nǐ zěnme guò shēng rì là cậu định tổ chức sinh nhật thế nào đúng không? Còn nǐ shénme shí hòu guò shēng rì, khi nào thì cậu tổ chức sinh nhật, khi nào thì là sinh nhật của cậu. Guò xīn nián de shí hòu guò xiǎng huí guó, câu này nghĩa là gì? Khi mà gì? xin Năm xin mới. nhắn Quê năm cúa là về mới nước. của sẻng cuối của Quê cúa là về nước. và năm mới thì tôi về về nước Ừ, đúng rồi, năm mới thì tôi muốn về nước. cua Ok. là dịp đúng không, có cái kiểu dịp đấy Không, cua là quai. Cua là qua quá. quá nào. Quá. Quá. Quá là qua ấy, À, quá vâng. giang ấy, kiểu như quá giang, theo Vâng. như là người Sài Gòn người hay nói ấy. Và qua năm mới cô xin ném. Cô Dung đồng chí, Nín hảo, Nín sớm mắt sớm hâu của sinh nhật. Cô là sinh nhật, cô là hàng tráng sinh chan là của sinh Ồ. nhật chịu khao sang sang gì Sang yue mà? sang gì sư Sang yue 9号. à sang gì Ờ, sư mà. Hảo. sư Nà nì, mày nén của xin nén tờ sứ hâu nì zài nà lì của xin nén là? ủa bố cô sinh nhật à bố cô sinh nhật sinh nhật à Bố sư của xin nén tờ nì zẩm mà qua tờ? Nì zài hứa đây hải sư hải phóng qua tờ? Yểu nén của trai khởi nơi yểu nén trai khải phán yểu nén pu trai khởi nơi yểu pu trai khải phán à ở quán chi nữ sướng này是吗？好，谢谢你。ừ, sẽ sẽ好，那请各位同学聊一下，mình có thể chọn小时或老过để mình nói chuyện nhé。bây giờ mời bạn Quần Quang, Khử Hải Yên bà. Chị. Mình có thể hỏi sinh nhật bạn là như thế nào, bạn định tổ chức thế nào? Hoặc là Tết thì bạn ăn Tết ở đâu? Từ nhà bạn về quê thì mất bao lâu? Có rất là nhiều chủ đề mà. Nghĩ hảo đi, xong rồi nói. Nghĩa họ. Bây giờ Đấy. sẽ là anh Quang Quấn, anh Quấn Quang đúng không ạ? Nghĩ hảo, vẫn quan thủ sự Quang nha, nghĩ Quấn, hảo. Quang Văn. À, À. Văn Quang. Quang vẫn là nghe. Em đang hỏi với anh Quang đúng không? Hay anh Quang Văn? Quang Văn. Văn đúng không? Cô giáo chỉ định Quang Văn đúng không? Vâng. Đây, anh Quang nói trước để em học hỏi xem nó như nào. Em đang loạn đầu. Chào sướng nhảm cưa chào. Sự sĩ khoan vì chỉ cơ sở xứ à? Rất là hay. Quá mấy thiên chế chí han gì à? Ban cơ xẻo xứ.
Bạn cái Cái xảo sứ thôi mà. cơ sở gì? Nổi tiếng à? Chúng chúng lễ cha tao lễ sơ ban công sự giao chỉ cưa xã xứ à. Cha tao ban cung sư. Yeah, chúng ở cha tao ban công sư yao ban cơ xiao sư. Trả lời cả câu đi Hải Anh. Nghĩa của cha tao ban cung sư nghỉ nghỉ cha anh hỏi lại được không ạ? Thì hỏi lại thì hỏi trước này. Lý sĩ bác công sư lý chẩn mơ lý chẩn mơ lý chẩn mơ truy bác công sư đến đến cơ quan bằng À, cái gì? yeah. Nghĩ à, Truy của chua cung cung chi chưa không không chịu chưa truy không chịu cung sự bạn chưa bị bản cung sự bạn chưa ban cung chúng sự chúng để cha tao ta thu sự ta, giao chỉ cơ sở xưa. question. À, Đi nhà đi nhà. chúng của cha tao cung sư, chúng của cha tao cung Chưa chưa cũng cũng chị chưa chua cung cung chi chợ ban cưa sẻ sứ. giao giao bạn bây giờ sẽ sử OK, xin bạn xin chào Quang. Na Quang Vân hứa tự nhiên có thể lão ra mà. vâng con Dạ vâng. từ anh nhé. Từ anh thông suế à? Lý Trinh Ừ. Tráng à? Lý Trinh Tráng à, chua chua chảo phan à, chỉ cơ xảo xế.我是早上啊，30分钟小时了。30 phân钟là được rồi ấy. Vâng, 30 phân钟. Cái gì ạ? Ô, anh hỏi nữa đi. Là đã. À. Thế Lý à, Lý Trinh Trắng à, Trinh Trắng cung chua à, cung chua chỉ có xảo xế.我经常去办公室，这等应该不对，40分钟啊，đi xe máy thì nói nào cô nhỉ？Đây mình vẫn được Đúng câu đầu tiên rồi chưa? đây. Ai đây này, chị mố thua chưa? Một thú chưa? Chua một thú chưa? À, chua chị múa chị mố thú thua chưa? chưa? Chí múa thú chưa? Chị mố thua Chí chưa? Chí múa thua chưa? Ồ oh. Thì chí 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 múa chưa? Sư phân trùng. Chỉ một thuốc chưa giao 40 phân trung. Chưa 10 phân trùng à? OK, xin Được chào. rồi. Được Ừ, đó mình vẫn dùng rồi. là tao này, tao xuống sau, tao phan quả, đến trường này, đến nhà ăn.
Phan Quản là đến từ nhà khách sạn hay nhà hàng gì Phan đó đúng không? Quản Phan Quản là nhà hàng. Phan Tao Quản tao xạ cơ yue là đến tháng sao có sau. gì tao Tao sử sử tiễn là đến 10 giờ. Kim thân của chi tiền chúng tao sửa sao là tao xe cơ dê chiêu ơ sử xoay là để cho cơ bu rèn hiểu ý cơ Trung Quốc Phan Quảng nghỉ chơi bu rèn hiểu ý cơ Trung Quốc Phan Quảng chấu chỉ phân chung chiêu tao là Cách đây không xa có một gì chung của Phan Đâu Quản nhà hàng Trung Quốc là thức ăn Trung Quốc à chấu chỉ phân chung chiêu tao là nghĩa là gì? Chỗ anh đó chỗ bạn biết chỉ không chỗ chỉ không bạn biết chung không à cách chúng chỉ đây dùng không chỉ xa có một nhà hàng Trung Quốc nhà đi bộ đi bộ 9 phút vài à phút đã tới rồi vài đi phút bộ vài phút chỉ ở phút đây là vài đi bộ mấy phút hoặc là đi bộ chỉ vài phút là đến rồi. còn Mình tập đọc câu này nào. Lý chưa bu yuan yǒu yí cè zhōng guó fàn quán, zǒu qǐ fēn zhōng jiù dào lè. Lý chưa Chưa Lý bu chưa yuan Phu yǒu duyển yí cè Phu zhōng duyển jiù Dẫu dào Dẫu lè. Dẫu Chưa Dẫu chưa Dẫu Trung Quốc quá phán phàn quản quán. Chậu Dẫu chỉ phân chung Dẫu chiêu Chỉ tao phân lận chung Dẫu Chỉ phân chung tao là Chỉ phân chung Dẫu Phân chung Dẫu tao Phân ý chưa là chung vì cửa chung của phàn quán Dẫu lưu sao vậy chỗ chỉ phân chung chiêu tao là Chi tiên của chi điểm chưa tao xuế sao là nghĩa là gì? Thêm một Hôm ngày nay rồi tôi đến 8 trường à đâu giờ 7 giờ cái chữ chiều này là đã 8 rồi đã đến rồi tôi nghĩa là đã lên đến trường trường lúc 7 giờ hôm nay 7 giờ tôi đã đến trường 7 giờ rồi đến trường rồi đã đến trường rồi đúng không là ý là sớm sớm hơn dự định tao xa cứ月 của sao chiều 20 à. xây là nghĩa là gì Tháng tới tháng sau tôi đã gì là tôi đã sẽ tháng chứ sau thì sai mệnh là vậy là lại thì tôi là lại chỗ này tháng sẽ thì là sau tới tôi tháng sau là tôi đã 20 tuổi rồi tôi đã 20 tuổi rồi tôi là hãy chào à tùy à. đó nó chúng là từ có tao là đến từ đâu đến đâu đúng không đến thì cũng có thể là đến trường này sao cái gì hoặc là có thể là đến à, tháng sao cái sau gì mua hoặc là đến 10 xin giờ hoặc là đến sang năm ý hay là đến sang năm thì tôi đã ở Hà Nội được 10 năm rồi thì nói như nào chiều tao sau năm xa năm xa sau niên sang năm là mình nén những niên tao mình sau nén mình tao mình nén nén ở đây của xin nén là chiều chạy trai buổi chiều bữa nay buổi chiều hồng trời của anh trai bữa nay 10 năm rồi sứ niên Sử lơ niệm vậy sứ niên lạ Sử tao mình lén của chưa dạy khứ niệm này sứ niên lạ về câu hỏi này Sử thì mình sẽ hỏi gì đến sang năm niệm thì bạn được ở Hà Nội bao nhiêu Sử năm rồi thì hỏi như nào Cho tao năm mình là lén mình nghĩ tao mình lén tao mình Nghỉ lén Tao mình làm tao nghỉ mình trai Thả chọn chân mì đây trai Chọn ở đây rồi trai ở cửa đây chẩn mơ Chọn cửa đây bao lâu thì là Suy xem gì tôi sáng suy à xem từ hầu tôi sáng tua tôi sáng tua sáng sáng tôi sáng suy xem tôi sáng tao mình nén thì chiêu trai khởi đây tôi sáng suy xem là đấy tua trắng sử xiên là tua sử diện trắng tua trắng sử diện câu này dễ dùng nhất là tua trắng sử xiên
Mình có thể hỏi là chỉ nén lận, đúng không? Cũng có thể nói là chỉ nén lận mấy năm rồi, hoặc là tua sỏi nén lợ, là nếu mà là tua sỏi nén lợ chắc chắn là phải trên 10 năm, nhưng mà chỉ nén thì là dưới 10 năm đó. Ok, à, phần từ mới xong rồi, bây giờ mình sang phần phụ từ ngữ khí khái. Nghĩ sửa ma khái chạy cha nè. Sao anh bây giờ vẫn còn ở nhà thế? Ba tẻ là tha khái chạy suy chẹo. 8 giờ rồi mà nó vẫn còn ngủ đúng không? 8 giờ rồi mà còn ngủ. Ý là vẫn còn ở đây là muộn đấy, muộn thế rồi mà còn vẫn còn ngủ. Chưa mà hoàn là ta quay. Quay sửa ma khái bù xíu xỉ. Đã muộn thế rồi mà tại sao mà David vẫn chưa nghỉ ngơi? Phụ từ trong tiếng Hán này rất là quan trọng. Nào, mình thử xem nào. Món ăn này cũng được thì nói như nào? Chai Vậy, chưa tao chạy mình có thể dùng từ tao chạy. chưa tao chai hay bu chua chưa tao chai là gì Mình tao có thể chai chép vào vở lấy một vài ví dụ được không ạ? Hai bố chua. Cũng chưa được đây, hoặc là gì cũng tạm. chưa tao chai có không phải chưa chai à Vâng, và có lượng từ ạ. chưa Chưa tao tao chai chạy, hai bố chua. Hoặc là gì? Hôm nay thời tiết cũng được. Thì nói như nào? Chưa. thiên chi không phải bu Thiên chua chi cái bú chùa thiên thị hái gì mấy à, hái khảo à, à hái không nào khảo. Trông cô ấy cũng được thì nói như nào, trông cô ấy kiểu nhìn ngoại hình trông cũng xinh xinh ấy, mà trông cô ấy cũng được. Nó chẳng là sure. khăn khăn bú chùa Ta khan khan chỉ lại hai bố chua đúng không? ta khăn chỉ lại hay bú Ta chùa khan chỉ lại khan chỉ lại. ta khăn chỉ lại hay bú chùa Khăn chỉ lái mình chưa học nhỉ? chỉ lái Hai bố chua. ôi trông chỉ lái là cái gì Nhìn hay lên bú cô ấy trông cũng được ấy. Ta khan chỉ lái hai bố chua. Hay là gì? Cái giá này cũng được đây, mua đi. Chắc Sáng. chưa cơ sai phụ chưa mãi ba Vậy chưa cơ cha cửa hai khí đúng không? hai cơ gì à hai cơ gì Ủa mà mãi bà, chúng ta mua đi đúng không? Ủa mà mãi bà. mãi bạc à Bây giờ đã 1 giờ chiều rồi mà anh ấy vẫn còn chưa ăn cơm thì nói như nào? Chính trên Anh trai à, sư chiều y y tiền tài y tiền à trung hoạt sao à, sao y à tiền y tiền à, trung sao ngũ quay nhất sân bay khai mấy chữ phan à rồi, tha hải của chư phàn à, sao quay sân bay trung khai mấy chữ ngũ phan y tiện. ủ chủ y tiền Tha hải Ta hỏi mày của chưa phải chư phàn. chưa phải Mình có chép không ạ? Hải Ủa, bố chư em phàn. đang chép rồi. Chắc có mỗi cô chép rồi. Hải bố chư phàn Không à? chỉ cô chép nhanh. Hải bố chư phàn ạ. Phan rồi. Loại trà này ngon quá, tôi vẫn muốn uống thêm một ly thì nói như nào? Chưa trùng trà Chưa có trà chưa có chưa trà trà khấn chưa trùng khảo chưa trùng trà chưa này, giống như trùng là trà anh Vinh ấy. chưa trùng trà
chủng là loại em mà Vâng, cái loại trà chủng này đây ấy, cái chủng ngon, trà quá rất là ngon ngon thôi. cứng Thầy khảo hảo lắm là khảo thầy 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 khơ là thầy thầy là khảo khảo khưa là khảo thầy thầy khảo khơ hai khơ tạ là chưa thầy khảo khơ là thầy thầy khảo khơ là tôi vẫn muốn uống thêm một cốc nữa. khảo khơ của Ủa khải khải của khái khơ khải là yào khơi bay y y p khơi khơ bay y p của khái yào khơ khái yào y khơ bay y y p bay y đấy p là bay là có bộ mộc và cái bộ gì bên cạnh ấy nhỉ, cái chục bay là cái cốc ấy. Đây đúng không? Khái khơi y bay. Ủa khái yào khơi y bay. Anh ấy vẫn còn rất là khỏe mạnh. Mỗi ngày đều tập thể dục. Thì nói như nào? Anh ấy là thật. Tha khải sân Đấy. thị khấn khảo Tha sân thỉ đúng không? Tha sân tha thỉ. sân thị Tha thể sân dục thỉ. sân thị khải Ta khảo khái hẳn chen khang là à đúng rồi, ta khái khẩn sân chen thị khang. xem nào Khái khẩn chen khang mày then tâu Ta sân thỉ toàn khải năng sân thỉ à đúng rồi, khái khẩn khảo chen à khang phải HSK3 mình mới học. Anh Vinh trên chắc phải khang HSK3 HSK7 rồi. Hay là anh Vinh sang lớp HSK3 đi anh. không có không có đồng bọn nữa. Ta sân thỉ khái khảo. Sơn thị Mẩy thiên. khảo à, Sơn thị Mẩy khá thiên. khó mẹ Tàu thiên toàn len. không Chữ toàn len như thế nào? Chết cha, chữ này khó quá. thiên tâu Toàn nhưng mà thiếu à, có bộ này ở đây nữa. toàn Toàn len ở len, chữ đây len ghi như nào? Chữ len ghi như nào? Toàn len là luyện tập ý. Chữ len ghi như nào? Chết cha rồi, lâu đây không để dùng. Google gì cho để Google gì cho bộ Chữ len có nhớ là có cái này, bộ này. bộ họa trước điện Chắc là tập bộ đúng họa trước. Đây đúng rồi, nhớ ra rồi. Đúng không? Có cái bộ này không? Đây toàn này. À, cái này là HSK3. hay gì Thế tàu toàn len sân thỉ. Tàu toàn len thôi, chỗ này thế được rồi. Hoặc là tha khái khẩn triển khang. phải Triển. Triển. Khang. phải trên không Khang. không câu này có vẻ nghe có vẻ lịch sự nhỉ coi nhỉ đúng Khang kiện em đấy. không thế Triển trên khang. khang Tha khang khái triển khái khang mấy thiên tâu toàn luyện sân thỉ. Tha khái khẩn triển khang mấy thiên tâu toàn luyện sân thỉ. Bây giờ mình tập đọc lại xem mình có đọc được hết không nào. Nào. Chưa gì đây. Mình tự đọc nào. chưa Chưa tạo. tao tao trai thái Chưa bù chua tao trai thái bù khải chua thái bù chua khải chua chín thiên 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 chi thiên thiên khải hảo chi khen khóa thiên khỏi chi cái hảo hảo. chưa có che cửa thái khứ ý chưa có che cửa ông thái khứ mãi ý ba ông muốn mãi ba của ông muốn vân của mãi vân mạc ba á đây là tha Bắc khang khan chỉ lại khái phụ chỉ chua lái à chân trai thái phụ chung ngủ chua y phụ tẹp chua ta khái phụ chư tha phan à khải phụ ta sư khải phan phụ phan à bảo chưa trùng trá thay chúng ta thảo khơ khai là khái khảo eo khơ khơ y bảy khái khái khảo giao khảo y bảy giao khứa y bảy khứa khứa y bảy y bảy khứa khai ta thăng sân thị khái ta khảo sân ta thị sân khái hảo ta mày khảo là thiên mày thiên thiên khang tâu then mày tâu toàn năng mày sân thị thiên à toàn toàn niệm tâu tuân niệm tâu gì này tha khái chen tha khang khái chiến khang tuân niệm mày thiên tâu toàn luyện sân mày thị thiên mày tâu thiên tuân tâu lên tuân sân niệm thường xuyên à, mày rồi thiên tâu tuân niệm
Đó, mình thấy khái ở đây nghĩa là như vậy. Bây giờ mình nhớ chưa? Cũng được đúng không? Vẫn còn tốt, vẫn còn được. Vẫn tốt đúng không? Rồi. Bao nhiêu ví dụ rồi, bây giờ mình chuyển sang triệu. À, triệu Đã. của sang cái月, triệu lại Trung Quốc là âm. Triệu lần trước mình cũng học rồi mà nhỉ? Mà chiêu Triệu cũng lại là cái từ là khác cơ, không từ về phải, không phải đã đâu ạ. Chiêu lần trước học là cái gì cơ? là liền đúng không? Liền. Liền. Nhưng mà lần này là lại thể hiện là sớm hơn đúng không? Của sang cơ月, chiêu lại Trung Quốc là tháng Sang cái sau là chiêu tôi sẽ đến Trung Quốc đúng tôi không? về Trung Quốc. Tôi sẽ đến Trung Quốc. Tức là cái này nó sẽ là thể hiện là cái sự việc nó diễn ra nhanh, thuận lợi so với những gì mình mong muốn ấy, nó nhanh và thuận lợi hơn những gì mình mong muốn, nên là mình dùng từ chiêu này. Ví dụ như là gì? Thủ xuyên mà chi tiền ban chiêu lại chiêu sư là chiêu lại chiêu sư là đúng không? 7:30 thì đã đến gì? Đã đến phòng học rồi đúng không? Xem chi tiền ban chu lại cho sư là Hoặc là tha 20 phân钟就到了. và ở sư phân chu tao là Nghĩa là ủa gì? sang cái dê chiêu lại Trung Quốc là Trung Quốc sang cái dê hiểu sao mà tơ chưa mà À, 你说什么？我 怎么样và啊？你什么时候去中国？ủa sang cái dê À, ủa chi上个月嘛。sang cái dê ủa sang cái dê chiêu lại Trung Quốc à À, ủa你去哪儿？计划去大理 Shangri-La 啊，哇，这有，么漂亮的地方啊！那个时候，上个风景好吗？月，我上个月，我上我个还没去过这个大理呀，我还没去过，我不知道。上个月，我上网搜索一下啊，搜搜一下。啊，下个月对吧？下个月了，唐少威。下个月不是上个月。啊，你去旅游吗？我去旅游啊，下个月我去中国，我不知道的那个时候在大理上面呢，风景怎么样啊？我没去过，我不知道啊。是啊。OK，那我们看一下，nhìn thấy cậu là tớ rất vui rồi, thì nói như nào? Kham Nhìn thấy, chen đi, vô hẳn cao sinh. Kham Kham chen chen đi, nhỉ, vô chiêu. vô chiêu. Chiêu hẳn hẳn cao sinh. Vô Kham chiêu hẳn chen cao nhỉ, sinh. vô chiêu hẳn cao xỉ. Kham chen nhỉ, vô chiêu. Kiểu nhìn thấy cái là đã thấy vui rồi đúng không? Tôi rất cao hứng. Thế cái vấn đề này tôi biết ngay đáp án. Biết ngay đáp án rồi. Cái đề này tôi biết ngay đáp án rồi thì nói như nào? Chưa có thiếu chưa chưa tao là quấy tám Đáp án. tám à quấy tám không phải Trời. Chơi cờ vấn thí. chưa có vấn Vấn đề thí. Của cái này Ủa, chịu. Bây giờ mình tự đặt câu được không? Ủa, chịu. chiều Chưa tạo. nào Đáp án là đáp án chắc có à vấn này, đề chiều chưa tao tám là chữ an là gì? đáp Chữ án an, án an đáp chơi chữ án an xong rồi có bộ mộc ở dưới. tám là đáp án cô Đáp án đấy. đáp án Chữ quân thì này mình biết chưa?
Chưa tao mình biết chưa? rồi Ờ. rồi Trên cái vấn chúc các vấn题chỉ của chiều của chưa chiều tạo答chưa案了。tạo Ừ. tạo Chúng mình sắp đến rồi. chưa chưa Chúng mình sắp đến rồi thì nói như nào? Còn chịu lại là mình chưa nói chịu Ở bên lại là chiều chiều tao là chưa chúng tạo tao là đến nơi ấy. Ở bên chiều tao là chiều chiều tao là hay là gì? Cô ấy 16 tuổi đã kết hôn thì nói như nào? ta xử lưu Sáu xuê xử chiến luôn à sáu xử xử lưu xuê sáu xử lưu xử xuê kết chiến hôn luôn là là gì? chiêu chiến Chiếu luôn khuân. chiêu chiến luôn Chiếu là khuân. chiến luôn Chiếu khuân là chiến chiến hoặc là gì? Anh ấy nói rồi đi. ta xuống Chưa. à, Ta ta xua. ta xuôi Chiêu 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 chảo chảo là. Ta xua cua là chiêu chảo là. Vậy ta xua là chiêu chảo. Ta xua là chiêu chảo là. Ta xua là chiêu chảo là. Nói xong rồi đi đúng không? Mình đặt thêm cho cô được không? Ta mắng chữ là chịu sổ là Họ ăn trước là chiêu sổ là họ ăn xong rồi đúng không? Thì họ đi luôn đúng ý nó không dọn dẹp không? Họ trước là chiêu sổ. Họ trước là chiêu sổ là à, hay là gì? Anh ấy nói yêu tôi xong rồi đi kết hôn với người khác ấy. ta Tớ mới xua. xưa ta xưa ái ái Tha quả xua. Tha xua là ai của tôi ạ? thay xưa là ai Chưa thay là xưa ai là của chịu ai chiếc của hôn là bế rắn ta. Chịu ai chiếc hôn của rắn ta là rắn chúng rắn ta ai là người của chiều gì chiều chịu cân chiếc hôn chiều rắn cân ta chiếc chiều hôn cân bia rắn chiều khuân rắn dùng rắn từ kiểu rắn tha có được không ạ chỉ tha rắn chị ta rắn tha chị ta chỉ tha rắn nhưng mà chỉ chị tha nghe có vẻ lịch sự chứ bia rắn nghe chẳng thích cái người này thế nào nên nói là bia rắn nghe có vẻ người không yêu thích à ấy cân bia rắn chiếu khuân là chị tha bia rắn là như nào kia dân là người người khác khác bia à cái gì bia说爱了他说了爱我就跟别人结婚câu này nghe伤心thế nào伤心là kiểu đau lòng. Còn câu nào nữa không? Hay là thôi như này là hiểu rồi thôi học cái khác. tha Rồi. xua ai quả là chứ không phải con này ghi là tha tha xua là ai quả không Số à là ai cô của sự cần thiết dân cô đã nói quân. rồi yêu Tha tôi xua xua ai ai của quả là cái này cũng được. Cái này là xua là ai của tha xua ai của là thực ra có cũng đều đúng nhưng ý nghĩa nó hơi khác thôi. ta Tha hiểu xua tôi là ai rồi của là thì nghĩa là vẫn có khi vẫn còn là yêu ấy nhưng mà đã kết hôn với người khác. Nhưng mà bây giờ tha chiều xua chiều ai luôn của là nghĩa là chắc là bây giờ không còn yêu nữa. ta sẽ gọi là chiều cần phải chiều Rồi. con sinh ra Hay một lắm, đàn con những cái lơ lơ này nó hay lắm. Trông nó đơn à. giản nhưng mà nó lại có ý nghĩa riêng đấy. Đặt ở chỗ nào là sang nghĩa khác rồi. Ví dụ tha xua là ai của là nghĩa là anh ấy đã nói yêu tôi rồi nhưng mà kiểu bây giờ vẫn còn yêu nhá. Còn cái lợ đằng sau như cô đang biết đây là hết yêu rồi đúng Ờ, chắc là không yêu gì nữa. không? Ok. Rồi. Mình đọc lại xem mình có đọc được không nào. Ủa, Tham khan chiên trên nghỉ. Khan trên nghỉ của chiều khẩn cao chiên xịn. Nghĩa là tham gì? chiên Chiều tham khẩn chiên của chư thần cao cao. sinh chưa có Tôi quan trí đã của rất là chư vui. thao thả an là Ủa của mình chịu tao là bên chiều mình tao chịu là chịu 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 tao chiều là tao là ôm sắc ta
danh này chỉ danh chữ này huy chữ chỉ huy tàu là à, chữ cho y suy chiếu chiều chiếu chiều quân là chiều quân là chiếu quân ta chiếu chiều quân là xưa là chiều ta走说了了就走了走了他去了就走他去就走他说爱他我了说他说爱爱我我了了叫跟别就人就跟别人，就跟别别人人结就，婚，然后就跟别人结结论婚，结婚结婚，结婚，结婚。结婚。每từ này không ghi lại, mai nhìn lại thấy nó vẫn lại. Đúng không? Đang chi tiền, ta quay已经来学校了là mới có 7 giờ mà David đã đến trường rồi, cho nên là gì? Tha chi tiền chiêu lái lạ. Tha chi tiền chiêu lái学校了. Hoặc là gì? Mình đọc cho cô đi. Watch 国 out, 怎么家不听留到你学。的声音啊？没听到我的声音吗？我家离听学，到了，就听到了。哦，是吗？我家离学校不离学远，校不远，你家走10分钟走能十到。分钟，走能十分到。钟能到，不得那怎弄么进说到。呢？就怎么真就呢？离。我家离学校不远，我走家离学十校分钟就到了，对吧？走10分钟就到。thay mỗi từ đến đấy xong đúng rồi. Thay thay mỗi người này. Cái này là đi 10 phút là có luôn thể đến đúng chiều không? Là có thể đến nhưng mà đi 10 phút là đã đến rồi đấy, ý là đến sớm đúng không? Rất là mình rất là gần đấy, trường mình trường cách nhà mình rất là gần, đi 10 phút đã đến rồi. Khác ý nghĩa nha. Nào, mình học khái nào. Học khái nào. Mình xem ví dụ nhá. Ủa khái mấy chữ phân nào. của mình Mấy cái từ này cũng chỉ là trợ từ chỉ ngữ khí thôi nhưng mà lại mang lại sắc thái cho câu ấy. Ủa khái mấy chữ phân một nào. cái lên chữ phan là Em còn chưa ăn cơm mà. Kiểu như là chồng giục xong rồi và em còn chưa ăn cơm mà anh còn đã bắt em đi rồi đúng không? Ủa khái mấy chữ phân nào. một quán lên Điều chữ điệu điệu phan tí đúng không điệu điệu đúng rồi hay y yuan lý của cái cha mấy chữ hải yuan la phan vẫn còn xa lắm bệnh viện cách nguyên lý nhà của trang giới sang bệnh biển trong viện cách nhà mình còn xa lắm sư xia nguyên khái lý chào na chữ nghỉ chạy xem vào đi hãy khỏi chào bà câu này nghĩa là gì từ chiên thành cái chảo bây giờ hãy vẫn chào sớm sớm bây giờ đúng rồi bây bây giờ giờ vẫn còn sớm mà vẫn đúng còn sớm mà anh ở đây chơi một tí nữa đúng không kiểu hãy đi với tớ dính tớ dính à xin dạy hãy chảo nào nghỉ chạy quá ít điểm và nghỉ chạy quá ít khỏe bà Yeah, Tôi bà chẳng ta ta đây nha. đừng về không có đừng về đây Tôi chơi tí à. đã Tôi đấy, đúng rồi. chơi Ok. đi Nhìn xua. Ê, mình đặt câu với câu này đi. Mình tập đặt câu với hai mấy na. vẫn Cái ngữ khí này nó chỉ mang tính chất là nhấn mạnh ấy. Nó nhấn mạnh. Nó nhấn mạnh kiểu như là muốn để chứng minh sự thật và để thuyết phục người khác. Ngữ khí có chút là kiểu khoa trương một tí. Sự chia hãy chào nào. Bây giờ vẫn sớm mà. Cậu ở đây chơi chút đi. Kiểu là thuyết phục người khác là là ở đây chơi một chút đúng không hoặc là mình chưa muốn đi chơi à mình không muốn ra ngoài thì mình bảo là ủa hãy mấy chữ fan ở ủa bu xiển chu chu ủa chu chu à bây giờ còn chưa được ăn cơm mà đã bắt ra ngoài rồi
thường là có ý là thuyết phục người khác làm cái điều gì, cho nên mình phải nhấn mạnh điều này là sự thật đúng không? Nhấn mạnh điều này để người ta tin mình ý, để người ta đồng ý với ý kiến của mình. Vẫn còn chưa làm gì đó, vẫn còn xa lắm, vẫn còn sớm lắm. Cái này có thể dịch là lắm ý, vẫn còn lắm nhá. Mình có thể lấy cái Vẫn chỗ này là còn vẫn, vẫn còn lắm, kiểu tôi vẫn còn trẻ lắm mà. Ủa hái nén mùa này chinh nè, mùa khái nén ủa chim hái khẩn mùa xoay khái à, tôi vẫn đẹp trai lắm mà đúng không? Hái hiểu nè. xoay cơ là có vẻ đẹp trai không nhỉ, theo lén Vâng, xoay cơ ấy ạ. xoay cưa. Xoay cưa thì không cần chữ cưa cũng cũng hiểu được đúng không, xoay là gì Xoay là tính từ, còn cưa là chỉ là anh chàng đẹp trai. à, Xoái xoái ca, xoái ca đi ca, à, xoái xoái ca, ca đấy xoái ca, ạ. cũng được là xoái ca. Vâng, thằng nào em cứ thế nói xoay Xoay cưa. cưa, xoay cưa. Xoay cưa. À, cô chú, thú chế à? À. Thì suy qua Bắc Kinh là mà. Chị cô là, ở chị cô là. Thế thì tại nào chứ, Bắc Kinh khảo gia là mà. Lý xẻng chạy khưa chạy chư mà. Lái chứ thì của thính thính Phú Tùng Thì bộ tủng mà. à. Thì chưa qua Bắc Kinh khảo gia là mà. Chưa qua là, chưa qua là. Chưa. Chứ mà nào, ủa Ừ. hai mấy chú qua nào, nhỉ À. chân tờ hảo sinh运, ủa hai mấy chú qua, À, ủa hai mấy là chú qua nào. bố chính thì chưa phải xin khảo ra học không hảo Hảo, là sớm mà sửa khâu à. sang à, xe cơ sinh chi học không hảo Xa cơ sinh xì, xíng. chứ Hảo vấn hảo. đi chị à, À, vấn xin xin. lớp là gì quên rồi. Lớp Ban. học à, một lớp học. Ủa Ủa mất vẫn đi chỉ ban. chưa? Ủa một ban y chỉ y chỉ chưa học vụ học. Sao sư. Ủa Không. một ban ban học. À. Có phải là đi ăn đúng cô nhỉ? Cô bảo là anh Vinh anh đi Bắc Kinh bao giờ chưa, anh bảo anh đi rồi, anh bảo thế anh ăn vịt quay Bắc Kinh chưa, anh ăn rồi, xong cô bảo là cô vẫn còn chưa được ăn bao giờ đây này. Để là anh ấy bảo thế thì để anh ấy mời đi ăn. Sao Mời cả lớp đi rủ rủ cả lớp đi đi cùng cô ăn tối thứ à, năm à, tối thứ năm đi offline đi hay quá à. Không, thứ năm lớp mình nghỉ mà, à, lớp thứ mình bị năm mất lịch thứ năm rồi nha, mất lượt à, à à cũng mất đi lượt vào hết ô mất lượt rồi, nghỉ nhiều à. quá, với cả không làm bài tập nên bị vào ô mất lượt rồi nha. Dạ vâng, thế em đang bảo là thứ chủ chủ nhật nếu mà thế thì còn cái ngày nào mà học được 3 tiếng không? Các anh với mọi người thấy thế nào nhỉ? Có Học hai được tiếng khoảng thôi, hai 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 tiếng là ít thôi tiếng, đúng. hai tiếng vì học mãi vẫn dốt mà. Ôi không, mưa Anh dầm thấm lâu mà anh lại nói như vậy. không công nhận cũng gì đấy, học là thỉnh thoảng thấm lâu thật đấy, học nó thấm lâu cũng được nhưng mà sợ nó vào nhanh trôi nhanh thôi. Thấm lâu Dầm thấm lâu. Ok, mình hiểu cách này chưa? Mình đặt câu với cả cái từ này để mình nhớ nào. Vẫn còn lắm, vẫn còn sớm lắm này, vẫn còn xinh lắm này, vẫn còn chưa được ăn cơm đây này. Vẫn còn chưa được ăn cơm cũng được nha, vẫn còn chưa được ăn cơm đúng không? Vẫn còn chưa được làm gì đấy. Đấy nhà. Chúng mình ví dụ như gì, mình đặt thêm ví dụ đi. Danh ví dụ doanh đi, doanh chủ anh đi chơi xong là anh bảo vẫn còn chưa được gì kìa, nói đi. Doanh mạnh dạn lên, Nói mạnh dạn lên. Hỏi à, ăn nọ ăn kia chưa? hoặc là anh Vinh hỏi em về đã làm báo cáo chưa, em bảo vẫn còn chưa có Đấy, đúng rồi, đúng lương rồi. này đúng không? À, qua còn thống Phải chế thì chuẩn PayPal cao lắm á. không?
Chuẩn bị báo cáo là cái gì anh? Chuẩn bị Báo báo cáo anh. À, báo cáo. cáo à? À, của Hải mấy chén là bà. Mấy Ừ. chén, mấy chén à? Thì căng trái hiểu là hẳn tua chén chuẩn mà À xem mình hiểu à. à à, xin Hải Yên nè, Hải Yên à, mẹ mẹ em à. có bao giờ giục em không? Sao em sẽ bảo là gì, con vẫn còn trẻ mà mẹ, À. thì nói như nào? Ở hay Ừ. gì? Của Hải trai ở đâu? Trẻ Anh này xẻo là à? Ủa hay xẻo nè, đúng không? Con có vẫn còn trẻ nhỏ mà đúng mà. à, đúng à. Lương là công chư, công chư. Phải Công không ạ? sư là lương, đúng rồi ạ. Công chư. Lương là như nào? Lương là cái gì ạ? Lương là lương lậu ấy, lương À, hàng lương tháng. lậu Lương à? tháng À, ấy, công cùng chư. cùng cùng chữ à? Ừ, thế Ồ, thế mới là công cùng chữ, kiểu công cùng chữ. tư, tư là chữ tư này, đúng không? giống 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 công sư. Công sư đây đúng không, là lương. Giống sao giống công chức thế nhỉ? Công sư đây là lương. Công chức á? Công chức là cũng là công Công chức chức không, chắc là phải à? là Công khác. rấn huyền ấy, rấn huyền Yeah. hay là trừ cung ấy. Trừ cung là Thế cung, người mà thế công công. chức ấy, cung trừ, nhưng mà lại là trừ cung. Thế Trừ cung cung là từ là cung cái, khác đúng không ạ? vâng, là người được ký ký lương đấy, ký hợp đồng ấy. Trừ cung, chức công. Anh Quang im nhỉ? Anh Quang đặt câu gì với vẫn còn đi. Anh Quang kiểu an trình. Hay là anh bảo là tôi vẫn còn đang nghĩ mà, đúng không? Ủa hái chai gì? Thôi à, ủa hái chai xiảng nè. Ủa hái chai xiảng nè. Ủa hái chai khảo ruy à? Ủa hái chai khảo ruy nè. Chúng mình xong phần này rồi. Thêm một vài ví dụ tình huống nhá. Ví dụ là ba tiền sang cửa, ta quay chi tiền ban chiêu lái xuế xeo lợ. Ủa mình cần ta quay xua sở ma. Sử xe khái chảo lợ, bây giờ vẫn sớm mà, đúng không? Đây là gì? 11:30 lợ, chúng xuế mà xa cửa siêu xỉ. 11:30 rồi. Ta Các nghỉ bạn thôi. đã nghỉ học rồi đúng không? Lão sư说还有50分钟了đúng không? Vẫn còn 15 phút nữa mà. Các bạn là muốn nghỉ nhưng mà cô bảo vẫn còn 15 phút nữa mới được nghỉ. Hãy hiểu 15 phút Ừ. Ừ. mình có hỏi gì về phần này không? Không ạ. Thế mình vào phần bài khóa Chưa nhá. chắc chắn đâu. Ừ. À, hãy anh đọc cho chị phần này đi. Đọc xong dịch cho chị nào. À, tao quay trai ná lỉ à, nơ à, tao quay trai chua sẩm mơn ạ. Thiên trai, chỉ chí tiền lờ tha quay cái gì nhỉ? Sở ma Quay sở, sớm quay sở ma, quay sở quay ma. sớm mà hải Bù, bù. quay bu quay Bù khỏe lại, bù lại khỏe lại. quay lại. Câu này dịch Là là gì? David đang ở đâu? David đang làm gì? Bây giờ mấy giờ rồi? David tại Tại sao sao vẫn chưa về? hay À vẫn chưa về, quay về. tại sao vẫn chưa quay về? Đúng rồi, dịch rất là tốt. Mình nghe nhá. David 回来了吗？没有。
他还在教室学习呢。已经9点多了，他怎么还在学习？明天有考试，他说今天要好好准备。 考试了的。 bài kiểm Điểm tra gì? giám thị Giáo sư là gì? học học sinh này kiểm tra điểm giáo sư lớp học. Đúng rồi. theo sư lớp học theo Đúng rồi. sư Mình nghe lại nhé. Đa Vệ hồi lại là mà Mấy giờ? Ta hãy tại giáo sư xế xí nè. Ý chính 9 điểm đô là Ta zần mà hãy tại xế xí Mình thiên yếu khảo sư. Ta sơ chín thiên yào hào hào chuẩn bị. Ta quay khỏe lại là ba. Nào. Cô quay lại à? Mấy Ta chai? quay chai nó lý. Mấy chai là nó ở Ta lớp học chai giáo sư giáo sư. Mấy chai sao? Ta hãy Ta chai chai Ta Ta hãy chai chai giáo sư xuyên xí Đây. Giáo Hiện sư tại nợ. Hiện tại chỉ điểm là 9 điểm. Hiện tại ý chinh Ý chinh Ý chinh Ý chinh 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 9点，9点了，9点九，多了，大哦，挺卫，早呀。对了，9点多了，贝总在喝琴奏的，大卫为什么还不回来？嗯，怎么明准天，备？嗯，他准明备天他好有了。明天呢？明天他有考试了。所以他，他要好好准所备。以，所以今天所以就今天要好好准备。考今好天准呢，他备，考好准备，考好准备，好好你准准备。备的多的，农作准备的多。我们一起读啊。大卫回来了吗？各位回来了吗？回回来。来了吗？大回来，卫回来了嘛？回回来来，了嘛？大来卫了吗？回来喂，了吗？回来了，回来，回来过，回来，回回来来，了，听回嗨，来，个来了，听耶，就那边了，回来，回来回来，了，大卫回来了嘛？对，大没有，卫回来了吗？没有，他还在教室学还习没呢，有，没有，教他室，还在，没有。他教室还教在室学习呢，教学室习呢，学习教呢，室学习呢，已早吧，经9点多了，已经9点多了，已经九他点什么多了，还九点在多学了，习他怎什么么还还在学在习？学学习？他他还怎在么学还习？在学习？明天有考试，他明天说有考试，今明天天要有考试，好今好天准备。要好好准备。他说：“今天要好好准备，好好准备。搞好对，好好准好准备。备，快准备就到的。lại đọc là好，hảo hảo chứ không phải đọc là háo hảo ạ.没有，Hảo hảo, đúng rồi. Thực ra cái này nó là thành một hảo hảo, nhưng mà thành thói quen đi. Hảo hảo chuẩn bị, hảo là thành một nhé, hảo hảo chuẩn bị. Đây này, cái này phiên âm vẫn bị sai đấy, nên là mình đọc là hảo hảo. Bây giờ bạn Quang Văn là A, còn mình là B nhá. Bạn đọc trước đi. Đâu, các bạn đã tên là gì nhỉ? Quên. Ta quay. Tao quay khỏe lại lắm không? Mấy giờ? Ta hãy chạy cho sư xuyên xí nè. Cháu sư. Ý chinh 9 điểm là tua lắm. Tha xiang Ta chuẩn mà. tha chuẩn mâm. Hãy chạy xuyên xí. Ta Hãy chuyện là chạy. phải trai Khó学习明天有考试，他说今天要好好准备。OK，那请国中同学是 A 还应是 B 好吗？好。
À,你好，海英啊，我再来问好不好？好啊，得赢了，得赢得，海英，可以。回来了吗？海英啊，德云回来了吗？没有啊，他还在呀、啊，还在。他还在教室学习呢。已经在9点多了，他怎么还在学习呀？有什么问题呀？什么？什么文？哦，告别字一样。啊，明天呢？明天有啊，明天有考试。他说今天要好好准备。明天考试是不是？不对呀、你嗯，想加一点呢、明天他要结婚，所以他要好好准备。啊。好，谢谢海英啊。我开玩笑的，OK，开玩笑啊，谢谢。那景啊，关啊不是啊，德银同学和杜冠同学吧？好，可以呢。都关怀的，先关怀的，不关。我来问了，大概回来了吗？晚上回就来了负责吗？人聊天呀，不能你聊天呀。爱了就，哎，晚上爱的了就，六点。要回来呀，大飞回来了吗？没有，他还在呀，他还在教室学习呢。已经9点多了，他怎么还差学习呢？明天有我考试，他说今天要考准备。谢谢，好，anh Quang với cả Doanh dịch luôn bài này được không ạ? Mà Đã về chưa nhỉ? đâu anh nói nhá, anh dịch chưa, em trả lời. Gì đó đấy, đã về chưa nhỉ? Không có à, anh ấy em sao nhỉ? Đấy. Nghĩa là Vẫn anh ấy chưa ở về, lớp. anh ấy chưa về. Anh ấy đang ở trường trường học, đang ở lớp học. Đã hơn 9 giờ rồi. Sao mà nó vẫn học nhỉ? Vẫn đang học nhỉ? Ngày mai có một bài kiểm tra, anh ấy nói ngày mai anh ấy nói hôm nay phải chuẩn bị thật là tốt. Đúng rồi. Trong tình huống này thì chắc đây là bố mẹ, còn David là con đúng không? Trong tình huống này ấy. Ok. Nào bây giờ mình sẽ tập kể chuyện nào. Ý chinh lao ta quay khái Tha hải chai Mình thiên Số ý chinh thiên tha. Mình kể lại câu chuyện này nhá. Ý chinh Hải trai sư chỉ sư ý sư điểm chỉ ta cua quay hải trai ý vẫn là trường ý tinh ý chiếu tiền chiếu tua điểm lợ tua tua lợ lợ ta ta quay quay cái hải trai sư trai trai chiếu sư trai xuế chiếu chí sư nợ sĩ hải trai phu quay lại chiếu sư sư sĩ đó. lợ Tha Hải xua trai trai sư tha khái, tha khái trai chỗ này chắc là à Hải mới回家này, mình Hải đọc mới lại回家
还没回家。phải hồi đi chơi. Cũng Cái như này là là ta ta quay phải quay lại, với cha quay với lại hay mấy cha quay cha, vẫn còn chưa với về, đã cha 9 hơn 9 giờ rồi bạn đấy. Đấy, em biết còn chưa à về nhà. vẫn về Chín chiếu tẻn là ta khỏi quay khai cha mẹ khai mấy ta của khỏi cha cha ta khai trai treo sư sư giáo sĩ sư mình giáo khen sư 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 sĩ chưa hiểu khảo mình sư chinh thiên mình tai mình hảo hảo trần đây mình chọn luôn anh đúng rồi đấy. Bây giờ cả lớp mình thực hành lại nào, lên máy khảo sư mình bắt máy đầu khảo lại nhá. Ý sư Trinh gì? Ý xin Trinh thêm chiếu ta tiền hiểu tua tiền lợn, tựa tua tua lợn lợn trên ta gây khái ta sai quay khái lại ta giỏi quân khái 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 mấy quý mấy quỷ lại khái khái mấy mấy quỷ quý cha lái quý cha kha rồi kha khái ta cha khái kha sĩ trai kha treo khái sư trai suy treo sĩ sư xuế xí nợ yếu mình thiên dấu dấu khảo khảo sự sự yếu khảo yếu khảo sự sư thiên chín dấu thiên tha khai giỏi giao hảo hao chuẩn bị hảo chuẩn chuẩn bị rồi. Đấy, thế là lớp mình nói rất được rồi, bây giờ mình sang bài 2 nhá. Bài này Doanh đọc xong dịch giúp chị với. mở Đây xem trai để lý cho nhỉ nào tùy nào tợ, hạ tùy tợ là bạn nữ 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 là tợ nào nữ nữ tợ ta xin trai trai nào sao phi chạy như bạn nữ này là rồi đang ở đâu à? đúng rồi Xin tỏ xin cô trai trai nào nán nán nào. tợ xin trai trai nào trai nào nào nghe bạn nam đang ở đâu nán tợ ở sự sấn ma sứ khâu thưa ba sứ khâu nắng 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 gì nhỉ cô nhỉ Tao 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 thao nắng thao chuyên hai từ cuối là gì cô chi nắng thao thảo, chi thảo chi chi thảo từ mới thảo ngày hôm nay. ờ, Chi thảo là cái gì? này quen đấy nhỉ cái này hình như học rồi sao cô nhỉ Sao mà hiểu trông quen thế rồi nhỉ? quen những cái này quen Bạn lắm trai trai cũng thường là giống lắm. Đúng thường là thường làm gì lúc rảnh đúng rồi. không cô có thể làm gì lúc rảnh thường làm gì lúc Đúng rảnh ok chi thẳng chi thẳng. chi thẳng sân bay Rồi, bây giờ mình nghe nhá. 你现在在哪儿呢? 在去机场的路上。 你已经到了吗? 我下飞机了。 你还有多长时间能到这儿? 20分钟就到。 20分钟就到。你现在在哪儿呢? 在去机场的路上。 你已经到了吗? 我下飞机了。 你还有多长时间能到这儿? 20分钟就到。20分钟就到。好，10分钟。你的现在在哪儿呢？你的现在他去机机场？场的路上，路对，他上，在机场。他男在的机现场。在在哪儿呢？男的không trai được现在在哪儿呢？ở chi ở trên đường đấy cô在机của场nán的路上。路上đường sân bay他trai chi chẳng từ机路上场的男路的什么上时候能到机场？什么时候？什么时候？20分钟，20分钟两就点到了，对吧？就到，对，20分钟。20分钟就到。那我们一起读。你现在在哪儿呢？你现在在哪儿呢？你现在在哪儿呢？在机场的路上。在在去机场机场的路的上。路上。
你已经到了吗？你已经你已到了经吗？到了到了吗？吗？到了我吗？下飞机了。我我下下飞飞机机了。了。你还有多长时间能到这儿？你你还还有有没有多长多长时间时间能能到到能到能了到这这了这20分钟二就十到，分钟就到就了，到20分钟就到。十分钟就到。Bây giờ hãy anh là A, chị là B nhé. Dạ. Em đọc trước đi. Nǐ xiān zài zài nǎ nè? Tại chuyện Xin机chào场的bạn.路上，你已经到了吗？我下飞机了，你还有多长时间能到这？20分钟就到。叫大。OK，谢谢海你英。先猜。那请官网同学是 A，国中同学是 B，好吗？好啊。你现在在哪了？在去机场的路上，你已经到了吗？我下飞机了。你还有多长时间能到能这，到这？20分钟就到啊！还没分钟要零了。OK，请杜冠同学是 A 好吗？您先来。现在在哪儿了？德银，德银是再 B。去，再去，去长的路上，你已经到了吗？他回去了，我还有多长时间能到这儿？20分钟就到。还没复读这二是零走，没走没，慢的。回来。Cái bài này không đúng lắm. Thôi mình bỏ qua nhé. Mình còn 7 phút nữa chắc là học hết được bài 3 đấy ạ. Bài này anh Quang đọc với dịch giúp em được không? Không chưa là tôi chẳng sự chuyện này. Vậy đó. Vậy sao mà không khai chưa truy công sự? Vậy đó. Chẳng là truy công sự. Nhà bạn gái cách công ty bao xa? Đi xe buýt cần bao nhiêu thời gian? Bạn nữ tại sao lại không đi xe đến công ty? Bạn nữ Chị chưa đến công ty bằng cách nào? đúng Chị rồi chưa ạ. Có cái chỗ này là nữ tờ tờ cha lý công sư yuan ma thì không phải là cách bao xa mà là nhà bạn nữ ta cách công ty có xa không. Đó. không sao Đó. Mình nghe nhé. không chưa 你家离公司远吗？很远，坐公共汽车要1个多小时呢。坐公共汽车太慢了，你怎么不开车？开车也不快，路上车太多了。New words。你家离公司远吗？很远，坐公共汽车要1个多小时呢。坐公共汽车太慢了，你怎么不开车？
开车也不快，路上车太多了。New words。你家离公司远吗？很远，坐公共汽车要一个多小时呢。坐公共汽车太慢了，你怎么不开车？开车也不快，路上车太多了。New words。我们看一下，吕德的家离公司远吗？很远。很远。嗯，远呐、啊。很远。对，坐公共汽车要多长时间？坐公共汽车要的一个小时。一个小时。一个小时吗？一个多小时。嗯，一个多小时，对吧？一个多小时。对。他为什么不开车去公司？对的，见人没有声音。他不开车去公司，因为的路上的车很多了，多了，路上车很多了。嗯，对，女的怎么去？对，太多了。那，他怎么去公司？他去公共汽车，去公司啊。坐公共汽车。他坐公共汽车。公共汽车。去公司。他坐公共汽车去公司。去公司。OK， 我们一起读吧。你家离公司远吗？你家离公司远吗？远吗？很远，坐公共汽车要一个多小时呢。很远，坐公共汽车要一个公共车汽车要一个小时呢。多小时呢？车 ở đây là thanh một này, công cộng chi chơ. Công cộng chi chơ. Công cộng chi chơ. Chua công cộng chi chơ thay man là. Ní zen ma bu khai chơ. Mình đọc đi. Công chi chơ. Khai chơ yếp thay. Thay. Chua công cộng chi chơ. Thay man là. Thay man. Ní zen ma bu khai man. 开车，开车也不坏，路上开车也不坏，车太多了，路上车太多了。OK， 好，那太多了，对吧 ？M 了 ，A， 安关了 ，B 呀？你家离公司远吗？远的，坐公共汽车要一个小时呢。坐公共汽车太慢了，你怎么不开车？这也不坏，路上车太多了。嗯，好，谢谢。那请国荣是 A， 关文是 B 好吗？啊，我来问你啊，关文同学。嗯，你家离公司，你家来啊？你家离公司远吗？很远。坐公共汽车要一个多小时，小时呢？坐公共汽车太慢了，你怎么不开车啊？开车不快啊，可是开车也不快，也不快，开车也不快啊，就跟你那个一样。路上车，路上车太多了，太多了。路上，那你应该坐飞机呀、啊，大公司啊。好吗？那你应该坐飞机大公司。你的老妹妹呀，你老妹妹。老妹妹呀，都还有没钱了。没钱了。你有很多钱了，不如给一个，等会，啊，anh Vinh trong một cái máy bay, 你给一个飞机。
Máy bay giấy nhá, cậy cái cơ hảo À. ngàn cơ. Họ Ngàn cơ. Ok, nào Ai chỉnh sấy á. À, đến ai ấy nhỉ? thấy hay Hải Yên và Từ mà Dính à? Đừng ơi. hay hay Hải Yên, hay hỏi đi hay Dính. Dính. Cha Lý Cung Sư Doãn mà. Hình dạng à chưa cung 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 chi chưa giao ý khưa tua tua Xiao xẻo quân xiao sứ xẻo sứ nữa xẻo sứ nữa chua cung cung chi chưa tai man lợ nỉ trần mơ bu cai chưa khai xương dễ khai xương dễ củ củ khoai nghe đi nào À, không có chương lô sang lu 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 sang lu lu sang thay tua được Sama thầy tua là Sama sang chưa lu sang chưa thay tua được ok lu. à, hai bạn dịch giúp cô giáo bài này xong mình nghỉ nhá. Nhà bạn cách công ty xa không? Xa lắm tớ đây là ngồi phải phải Ngồi ngồi xe xe buýt. buýt Xe buýt. xe buýt Hết hơn tiếng. để Ngồi xe buýt hết khưa hơn tiếng. tua mất hơn một tiếng Hết hơn hơn một tiếng. tiếng để đến công Ngồi ty khưa tua phải hơn một tiếng ngồi xe buýt đồng hồ. thì rất chậm. Đi Sao bạn không lái xe? đâu lái xe cũng không nhanh không nhanh không nhanh lắm chắc không nhanh cũng như vậy thì đấy Không nhanh. không sao không nhanh lúc sang tại vì ở trên đường cũng rất nhiều xe. Rồi. Ok. Kể ra thì lớp mình theo giáo trình này vẫn đang tốt. Ok, xin chị thường xuyên mà. Em cảm ơn mọi người nha. Hôm nay chúng mình học đến đây nhá. Xe lão sư Hả? thế là tuần sau này thôi lão sư thứ Thế năm xin chị ạ, ủa xin nghỉ chứ phải trinh khảo ra, hảo không hảo? Ủa, chạy khai khai Yeah. ý xạ. Sớm mất chưa Yeah. yếu cùng à? Ủa, yào khai ý xạ, yên vây, xin xa hải sư, xa, thay máng lợi. Yào xạ cơ xin xì bà, xạ xạ xin xì, xài xua bà. Hào 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 à Xin xì, xin xì, thưa chào xe chị mạng. ạ chào chị ạ Xài xì. chào chị ạ Chào chị ạ chào chị ạ.